Chào các bác nhá, em đang có mặt ở Long An. Bình thường anh em thấy em đánh lóc đèn nhiều rồi. Nay sẽ là một buổi trải nghiệm đánh lóc bóng nhá. Ui. Lóc bông ở Long An khó cấu thực sự á. Do nhiều anh em cấu nên nó bể khó cấu. Em còn mang theo một bịch môi. Bình thường anh em đánh lóc đèn thì quen với những con môi nhỏ rồi đúng không? Con đánh lóc bông á, con môi phải thật là bự, thậm chí bự như cổ tay. Trời leader mà anh em đánh lóc bông cũng phải là một cái sai cực kỳ khủng. Tại vì răng con lóc bông cực kỳ sắc. Chia sẻ cho anh em các con môi mà mình hay đánh lóc bông, sai đều rất là bự. Anh em nhìn đi, sai bự lắm. Mình đã đánh rất là nhiều trận về con lóc bông. Và có một vấn đề mà tất cả anh em đều gặp phải, đó chính là cái vụ con lóc bông đuổi theo táp nhưng mà táp không trúng môi đúng không? Không phải là do nó táp hụt mà là nó cố tình táp hụt. Con lóc bông là một con cá cực kỳ khốn, khí mà nó đuổi đến sát môi, nó phát hiện ra môi này không ổn là nó sẽ táp hụt, táp hù một bên. Em sẽ chia sẻ cho các bác một cái mèo để trì mấy cái con cá mà chuyên táp hụt, những con cá quá khốn đi. Đối với những con môi lười hở như này thì anh em móc thêm một miếng mega hoặc một miếng lươn hoặc dún đất, bất kỳ cái gì có mùi tánh vào cái lưỡi sáu cung này. Với những con skipping này, sau khi móc môi vào thì anh em móc môi thật vào đây, sau đó móc vào như bình thường. Khi mà có mùi tánh, con cá đuổi theo, nghe đúng mùi tánh nó táp rất là chính xác. Có rất nhiều cao thủ người ta đánh môi thật action rất là đẹp, nhưng mà đa số anh em giống như mình đều đánh môi thật không có action đẹp, nên mình sẽ áp dụng môi giả kết hợp môi thật. Cả lóc bóng cực kỳ thích táp con này khi mà có thêm cái tánh này. Mình đã ghé chờ mua đồ để khấu chỉ là con này tiên chị dạ. Nghe đúng với mùi tánh nó táp rất là chính xác. Ở đấy có lưỡi rồi, mắc cứng luôn như vậy. Dính rồi. Ôi, lóc bông. Trời ơi. Nhưng mà có con nào to không? Con nào chục kỳ không? Con to lắm mà mấy con to nó núp. Núp à? Mấy con cá nó khôn mà nó cáo rồi. Khôn quá không? Ừ, khôn lắm. Chắc nhiều người cấu quá. Nhiều người cấu rồi giật cái sảy nữa là nó biết chứ bộ. Ừ, nó lên nó đọc tên môi luôn đó. Ừ, nó... bây giờ nó lại nó kéo kéo nó đỡ mồi nó ăn chết. Rồi rồi rồi. Vậy là cũng quá trình cũng nghiên cứu hay nha, không phải chuyện chơi đâu. Đá cơm gạo mà. Cái mồi này là thích hợp đó ha. Dạ. Cũng như mấy ông mà nói mà hay nhậu là phải có khuôn mực được không? Cái mồi khác thì nó không đô. Con này là con skipping. Ừ, hay dư. Ông ơi, rồi chơi thì tao bắt một con vào giờ nhá. Ừ, rồi rồi rồi. Chơi chí chí thôi. Bông đây rồi, quay anh đây đúng. Con bông to luôn. Ok, Như ơi, bông tiếp. Con ủa lắm.
xúc vô lấy cái rổ mà xúc vô. Ồ, đây rồi, bắt được rồi. Đây rồi. Bảo lóc bóng khủng các bác nhá. Đã chưa?